bây giờ bắt đầu mình tách ra cái hàm mình viết và mình gọi vào trong do both do get thôi. Đó, chúng ta có ngay lấy giá trị where is in ra. Rồi, chúng ta cớp cái do both này ra. À, thì cớp nguyên cái khai báo của cái do both này cho lẹ lắm ạ. Xuống dưới này thì gọi do both lập nghiền. Đó, cớp cái khai báo bên trên. Và sau đó lên trên này chỉ cần gọi do both lập nghiền thôi. Và mình xuống dưới hàm này mình viết. Do đó mà lúc mình tổ chức như vậy nha các bạn. Do both do get là cái nơi gọi với cái hàm lên xài thôi, cần làm gì hết. Nha các bạn, cớp cái khai báo lên trên này. Cớp cái khai báo trên này xuống rồi mình gọi nó lên trên này lại thôi. Đó, vậy thì giờ login là viết xuống cái hàm ở dưới này thôi. Có tổ chức có như vậy. Có nữa thì cứ elif rồi cứ cớp những cái hàm ra mình điện thoại rồi sau đó gọi nó lên trên robot là xong chuyện. Rồi ha, tổ chức cũng dễ dàng thôi, không có gì khó khăn. Vậy thì giờ viết ở dưới này, mình mong muốn rằng là nếu mà người ta đăng nhập thành công là mình sẽ tạo một cái session để mình chứa cái username vừa đăng nhập. Ok, còn nếu thất bại thì mới show cái lỗi ra. Mong muốn nó như vậy. Vậy thì bây giờ thứ nhất là chúng ta lấy về username trước đi. Username là bắt trước, làm từ từ trước nha. Get parameter username. Đó, rồi lấy bắt ra. Vậy thì trong này lấy thì quên guest parameter password. Rồi, đó, đăng nhập là lấy được cái này ra. Kiểm tra, giả sử bây giờ nếu username là abc password 123 thì mình đúng như vậy thì khai báo cái biến session, gán username này vô. Và sau đó mình mở về cái trang login, trang web vâng. Còn ngược lại thì mình sẽ tạo một cái thông báo ra và mình mở lại cái trang login để mình show cái lỗi đó ra, đúng chưa? Rồi thầy để lớp làm trước nha, kéo lên xíu này. Nó nếu như username abc password 123 thì mình sẽ cho một cái session để chứa cái username đó và sau đó mở web đó show ra, ngược lại báo lỗi bên login. Làm gì chỗ này à. Rồi, vậy thì đây có mẫu rồi. Thứ nhất đúng thì đi tạo cái session để chứa cái username này lại và mở về web home, đúng không? Vậy thì trong trường hợp này tạo session ra HTTP session à, request get session. Tạo session. Rồi, gán cho nó một cái attribute. Set attribute có phải username bằng cái username mà người ta vừa đăng nhập không? Như vậy là có session chứa lại.
và đồng thời mình sẽ mở về cái trang welcome. Rồi thành công rồi thì mở về welcome, get request dispatcher, account, đi vào trong welcome.csp. Rồi mình forward request response. Như vậy là chúng ta mở về được welcome. Ngược lại thì giờ báo lỗi, tài khoản có hợp lệ, đúng không? Vậy thì giờ báo lỗi thì sao nè? Giờ làm sao để báo lỗi thì cái lỗi nó ra? Mình tạo cái hàm doget xong rồi mình... Tại sao sao cứ hấp hiểu hôm nay? Bây giờ cái lỗi đó đó là mình thấy rằng là mình vẫn báo trong cái trang login, đúng không mọi người? Nhưng mà cái lỗi nó sẽ có cái ngữ cảnh như vậy nè. Vừa chạy cái trang login lên là không có gì show ra hết. Khi nhấn cái nút gái xử lý gì đó xong rồi mới đẩy cái lỗi vào. Có nghĩa là mình sẽ cần có, nếu có giá trị của lỗi thì show ra, không có không làm gì hết. Mà muốn có cái tính chất như vậy thì chính là xài request set attribute đó. Được không mọi người? Cái biến cái lỗi nó có cái tính chất là nếu có thì show cái giá trị đó ra, không có thì không làm gì hết. Được ha. Do đó trong cái L này là thất bại chứ gì nữa. Dạ thầy cần show một cái lỗi ra thì chính là nhiệm vụ cái bài hôm trước chúng ta làm request gọi set attribute. Thí dụ thầy khai báo cái biến error. Nhớ nha, session set attribute là tạo một cái session để chứa lại qua những cái request. Còn request set attribute là cái biến này chỉ có cái phạm vi tồn tại ở trong cái request này mà thôi. Có nghĩa là thầy list chuột vô login, nó làm cái gì đó xong nó show kết quả là nó bị hủy đi mất tiêu rồi, cái error đó đó. Và thấy là mặc dù là set attribute nhưng cái phạm vi của cái biến nó khác nhau nha. Rồi vậy thì cái ông này chính là invalid đi ha, báo không hợp lệ gì đó. Và trong trường hợp này mình đã nhờ request để mình đẩy cái lỗi đó qua. Thì bây giờ đẩy cái lỗi đó qua rồi thì vẫn mở lại cái login chứ gì nữa. Và bây giờ cái lỗi này là cái biến error thì nó có giá trị thì nó sẽ show ra bằng biểu thức yêu. Do đó chỗ này mình lấy về login. Lấy về login. Đó, nếu thành công thì tạo session để chứa lại nè. Nếu thất bại thì đẩy một cái biến này qua. Và cái biến này chỉ có phạm vi tồn tại ở trong một cái request, do đó set attribute error. Vậy là qua login là mình show cái biến error đó ra đi các bạn. Sử dụng biểu thức yêu để mình show cái biến này ra. Vào trong welcome, show cái username đi, show chữ welcome cộng thêm cái username mà người ta vừa đăng nhập đó nha, lớp mình thử nha. Rồi chạy thử cái con kết quả như thế nào. Đó, mọi cái xử lý là mình biết ở serverless hết. Đó, sau này do get do bot là cái nơi gọi mấy cái hàm này lên thôi. Do đó bạn thấy do get do bot nó có một chút vậy thôi. Kiểm không? Lớp ơi, vậy thì giờ thứ nhất nè, cho welcome show cái username này ra. Quá dễ, nãy mới làm xong rồi. Vậy thì vô đây thì welcome đô la, đóng mở hộp nhọn, lấy đối tượng session scope của biểu thức EL.
chấm cái username rồi đăng nhập xong một cái đó. Cái thứ hai là giờ nếu mà ta nhập thất bại báo lỗi, vậy thì cũng vào trong cái trang login sử dụng biểu thức IELTS show cái lỗi đó ra, đô la đóng mở chọn error đúng giờ show nó ra cái là xong ngay. Rồi vậy thì vô tay show lỗi nè, vậy thì trong trường hợp này thì show cái biến error ra đó, thì cái biểu thức kia nó rất là hay, nếu mà chưa có giá trị thì không show gì trơn á, có thì mình sẽ lấy show kết quả ra cho mình, cái đó mình vừa chạy lên thì không có gì show ra hết, tại vì mình mới ngồi mà biết mà cái có server đi kiểm tra thì tự nhiên nó làm hết cho mình rồi đó. Thì sau này login mình sẽ làm như vậy, thành công thì nhờ cái session chứa lại, thất bại thì sử dụng cái biến để show cái lỗi. Rồi chạy thử cái nè, coi tới thời điểm này như thế nào ạ. Như vậy là tới thời điểm này làm được cái đăng nhập hoàn chỉnh rồi đó. Ví dụ nhập sai đây ổng nè, được ha. Rồi thành công ABC 123 thì vào trong welcome nè. Rồi đó, sử dụng session. Nhưng mà còn cái nữa, lock out, còn cái lock out đó là chờ chờ ha. Thì giờ vào trong welcome nhắc dòng cái gọi tới ahref nè, log out. Thì log out á thì giống như thầy nói lúc nãy là một cái servlet mình xử lý cho nhiều hành động thì cứ phân biệt với nhau thông qua cái query string action, do đó viết chuột thì vẫn gọi về account nhưng mà thêm query string action bằng log out, tại vì nó vào luôn hết mà. Đúng chưa? Nó vào luôn guest mà. Đó. Vậy thì bây giờ là vào luôn guest và cụ thể là vào eo cái gì nữa? Kẹo bông lớp ơi. Đó, action bằng cái gì luôn? Chỉ tự mình ra luôn. Vậy thì trong trường hợp này mình sẽ đi vào trong luôn guest. Chúng ta sẽ viết cái hàm mới đi. Nếu không thích thì mình viết trong ha. Vậy thì bây giờ trong trường hợp này đây cái điểm đến nó cao á, cho đó các bạn thấy là sau này cứ dựa trên cái cấu trúc đó mà làm gọi về servlet với cái action là cái gì. Thì giờ trong do get do post thì mình chỉ có hai cái hàm thôi mà, do get do post đó mình phải sử dụng if theo if để mình xác định cái hành động hiện giờ là hành động gì đó. Bạn nắm mình vững cái lần đó là 70% cái CP servlet rồi á, làm như mình nhảy qua lại giữa các cái lần với nhau. Rồi vậy thì bây giờ vào do get nè, vào do get vậy thì thôi thầy copy cái do get thầy xuống trái nó đi, mình tắt ra thầy gặp nó là do get log out đó. Và bây giờ đây thầy lên như trên do get thầy copy ra cái ha, thầy đặt nó là do get log out, tắt ra làm luôn. Vậy thì nếu mà action hiện giờ mà là log out, action là log out thì gọi về do get log out xong đó, nếu action là log out thì mình gọi về do get log out. Cho đó bạn thấy mà mốt trên do get do post bạn thấy là chỉ là nơi gọi hàm vô để xài thôi này, giống như do post nãy mình gọi cái hàm login vô vậy đó. Rồi vậy thì giờ xuống với anh xuất ra gì thì biết như thế này chứ gì nữa. Vậy thì đăng xuất làm gì? Hủy cái session đó đi và đưa về cái trang login. Vậy thì mà muốn xài session thì HTTP session ra đó, rồi request get session. Rồi thầy đang viết cái lắp vào nè, lấy session ra nè, người nào cũng phải gọi về cái interface session này.
mình hủy session đi nãy vừa làm xong luôn. Remove attribute, bỏ username vô. Rồi, như vậy là hủy được cái session đó rồi. Và đồng thời đưa về cái trang login. Thì giờ đưa về cái trang login là mình redirect về cái trang login đúng không mọi người? Đó, mình cho nó chuyển về cái đó. Thì ở trong CP Servlet, cụ thể là Servlet mà các bạn muốn redirect đến một cái liên kết nào đó, thì các bạn lấy đối tượng response. Các bạn lấy đối tượng response. Các bạn gọi cái hàm send redirect. Gọi cái hàm send redirect. Và ở trong admin SMTC, nó là redirect to action. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ chỗ này mình send redirect tới, tới vậy. Tới gì chỗ này, lớp nói thử, tới gì chỗ này. Đâu kìa. Tới gì nè. Có phải là tới cái servlet nào đúng không mọi người? Là cái liên mà, cái liên mình luôn phải chỉ servlet nào và hành động gì. Thì hồi nãy có phải vừa vô là nó vô đây không? Là vô đây là nó mở, phải mở lớp kia lên không lớp ơi? Vậy thì redirect dễ vậy? Redirect dễ vậy? Dạ. Redirect dạy account. Đúng không? Redirect về serverless account. Thì chính là gì? Là nó chạy vô luôn ghét cái này nè. Rồi lúc đầu nó vô cái này nó thấy, ủa anh đâu có query screen đâu, tôi vô luôn mất tiêu rồi, giờ tôi từ đó lại lắp in. Hiểu tại sao redirect về account lớp ơi? Tại vì mình gọi về cái serverless đó mà nó chưa có query screen action thì nó sẽ vào cái null hồi nãy đó là nó load cái lắp in lên lại cho mình được ha. Đó luôn luôn là redirect, hoặc là làm cái gì xử lý gì là phải có serverless vô. Rồi lớp chạy thử đi coi nó đúng như vậy hay chưa. Đó, chạy thử cái nè. Sai nè. Cho đăng nhập thành công nè. 1, 2, 3. Vô nè. Log out ra nè. Thấy chưa, redirect về account nè. Nè. Và thầy hủy mất cái session đó luôn rồi. Đó. Chúng ta kéo lên trên. Đó, trong cái eo. Trong eo mình viết câu là if như vậy. Thì những chuột thầy đứng đây thầy muốn coi cái hàm để biết gì đúng không? Biết chuột cái nó nhảy tới liền nè. Và ở trong visual mình F12 á, F12 mình đi tới á, edit thì bạn nhấn control để làm đi nhanh vô. Tại vì mà một cái do get của mình là cái nơi gọi hàm thôi, từ đó mình cần cái nhu cầu mình sẽ đi nhảy tới cái hàm đó thì mình coi. Mình có thể sử dụng nhấn control, clip chuột lên cái hàm đó. Không chỉ về trang lớp game hả? Đào. Vậy thì nó đang như vậy là tốt, cái đăng nhập hoàn chỉnh rồi đó. Thành công thì tạo session, thất bại xóa lỗi. Cái thứ hai là bây giờ mình có thể cho session chứa nguyên một cái đối tượng và chứa một clip đối tượng. Đó. Vậy thì cái tiếp theo là mình sẽ cho nó chứa giá trị và mình sẽ dựng một cái số điện cạc nhỏ tử cho nó như thế nào. Vậy thì bây giờ tạo một cái bucket mới đi lớp. Bucket controller. Điều một, sorry, bucket entity. Tạo một cái bucket mới. Bucket entity. Có rồi. Tạo một bucket entity. Giả sử bây giờ thầy muốn là đẩy một cái đối tượng và cái list đối tượng qua ha. Vậy thì thôi mình sẵn mình tạo product luôn đi. Vậy thì tạo một cái last mới. Tạo một cái last mới. Last product. Vậy thì em phải cho ship em trang trình có là ha. Rồi, hai thành sách tên để còn show ra.
vào trong folder web cần tên new folder email và cất một số hình vào trong đó. Rồi, new folder email. Ô cần chung nơ kiểm hang có hình ảnh là này nọ hết rồi. Lên trên import 2 bucket entity.sao và java.util.sao. Quay về demo controller lại nha. Để chúng ta demo về cái session này. Import nè, entity.sao nè. Đưa bucket java.util.sao vô nè. Và mở bung nó ha. Thứ nhất là thầy muốn đẩy một cái đối tượng, truyền đối tượng. Thứ nhất là truyền đối tượng qua. Thầy tạo cái đối tượng Rodas đi, để mình đẩy qua bên kia. Vậy thì ở đây chúng ta có thêm một dạ, hình ảnh. Ở đây truyền đối tượng qua ha. Rồi, vậy thì thầy có cái hình của mình. Ở trong cái hàm doGet của demo controller nha. Vậy thì mình muốn đẩy cái gì qua thì lấy session, thầy set attribute một cái session tên là Rodas. Rồi, như vậy là mình cho nó chứa nguyên cái đối tượng vô luôn rồi. Rồi, vậy thì bây giờ vào ở phía bên trong cái trang resource, mình show giá trị của cái session Rodas này ra thử. Mình cho cái trang index là cái trang chạy chính lại nha. Và trong web XML á, các bạn set index là trang chạy chính lại. Rồi, số giá và số cái hình đã luôn, sau đó mình chạy thử. Thank you.
Rồi, so các cái thông tin còn lại ha. Giá nè. Rồi nè. Hình nè. Vậy thì giờ cái hình thì chúng ta sử dụng cái thẻ này để chúng ta sờ. Thì một hồi mấy cái giỏ hàng chính là mình xài cái list này. Các bạn cần có cái list thì để mình phải lập. Do đó giờ vào trong cái folder library Java của thầy á, copy mấy cái thư viện CSTL bỏ vào. Chúng ta có library Java. CSV, CSTL, ba cái file ra đó để mà mình xài cái vòng lọc. Ba cái file ra đó. Rồi, vậy thì bây giờ vào demo controller. Vào demo controller. Bắt đầu chúng ta sẽ đưa một cái list cho nó. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta truyền list đối tượng. Đó, trong demo chúng ta sẽ đi gọi session set attribute product us bằng product us ở đây. Rồi, vậy thì bây giờ qua bên thì show, chúng ta sẽ show ra cái giá trị của nó. Thì chúng ta vẫn sử dụng cái vòng lặp GSTL giống như trước giờ mình làm C2.x đó. Kịp chứ mọi người. Rồi, vậy thì bây giờ bắt đầu. Vào ở phía bên trong cái trang show nè. Thứ nhất, muốn lặp thì chúng ta phải khai báo directDL. Publish free PC UI CSV CSTL SQL cái này ha. Publish free viết là một cái biến product list nè, chúng ta gọi C2.x mình duyệt qua. Thứ nhất là khai báo cái biến chạy item, chúng ta có lấy từ session scope, session scope, lấy cái biến product us ra. Rồi như vậy là nó lập được rồi đó, tự nó hiểu cái kiểu dữ liệu của cái biến đó luôn. Rồi, vậy thì giờ show mấy cái thông tin ra ID, name, price gì đó. Rồi, các bạn show ra ở trong này. Và bây giờ là không còn session scope nữa là B chấm. Tại vì biến đang chạy là biến B phở. Ha. Rồi, B phở này.
dùng được cái session cho các cái giá trị khác nhau, cái outer nào, cái trên cùng luôn, trên đây luôn, đây a còn tab listy with you and just by hand CSP nha, có hai cái con à. Copy ba cái file xa vào trong folder list. Rồi, như vậy là show được các cái giá trị trong session mà mình nghĩ giải lao chút xíu ha. Và chúng ta sử dụng với chọn hàng. Yeah.